Xin chào quý các bạn, trên tay mình là chân sạc của Samsung Galaxy A02s đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Chờ được thay mới cho quý các bạn khi hỏng lỗi. Như các bạn đã thấy, chân sạc của Samsung Galaxy A02s thiết kế dạng Type-C theo xu hướng hiện nay. Đó. Với hai mặt tiếp xúc này. Thì khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của Samsung Galaxy A02s, lỗi hỏng, sạc chập chờn, sạc được lúc không nhận sạc. Cầm địa chỉ thay mới, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, Di động Cao cấp.vn có tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy A02s nói chung và phần chân sạc của Samsung Galaxy A02s nói riêng thay mới quý các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn rồi tiến hành thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc trên Samsung Galaxy A02s nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn. Quý các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, tôi ship chân sạc Samsung A02s đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn, chỉ cung cấp linh phụ kiện của Samsung Galaxy A02s hàng đầu hiện nay.